Welcome back to my channel Cường Kênh Cốt Official. Thì hôm nay mình sẽ dẫn cho mấy bạn đi tham quan công viên Hoa Sưng ngay trung tâm của thành phố Vũng Tàu nha mấy bạn. Đây là cái khu công viên mà phía ngay cái chỗ mà bãi trước nha, ở góc tam giác ở đường là Ba Cu nè, đường Quang Trung và đường Lê Lợi nha mấy bạn. Mấy bạn chỉ cần đi dọc theo cái con đường mà dọc biển mấy bạn, là đường Quang Trung á, đường Thì Vân, đường Quang Trung á, ngay khu vực bãi trước mấy bạn sẽ thấy nha, ngay cái con đường mà cà phê sách ở thành phố Vũng Tàu luôn nha mấy bạn. Theo mình thấy thì thành phố Vũng Tàu là một thành phố du lịch, nên là ở đây thì chính quyền địa phương đã trang trí cái phần mà lễ hội Hoa Sưng Tết mấy bạn sớm hơn ở những địa phương khác để phục vụ nhu cầu là tham quan chụp ảnh của du khách nha. Mình đến ngay cái thời điểm là khoảng ngày là 12, 13 tháng chạp thôi thì đã trang trí đã hoàn thành rồi nha mấy bạn, và mới hoạt động trong khoảng là gần một tuần á, nên là phần bông hoa đồ tiểu cảnh đồ rất là đẹp và nó còn mới nha. Ở đây là mình sẽ không có bán vé nha các bạn, tất cả là đều là miễn phí hết. Rồi có khu check-in chụp ảnh nè, rồi có khu vực mà giữ xe đồ, nói chung là rất là thuận tiện cho du khách tham quan nha mấy bạn. Đây là cái khu vực mà mình từ cái đường Quang Trung mình tấp vào nè, là có ngay cái cổng, mấy bạn thấy không? Rồi bắt đầu là mình sẽ đi dọc theo xuyên qua cái khu vực này luôn, thì mấy bạn sẽ thấy được rất là trang trí rất là nhiều cái tiểu cảnh để mình chụp ảnh nha. Có khu vực là cầm hoa cẩm tú cầu nè, rồi khu vực hoa hướng dương nè, rồi ngay cái sảnh chính là Xuân Quý Mão nè, rồi khu vực trò chơi cho thiếu nhi nè. Rồi có trang trí mấy cây là hoa anh đào nè, mai đào đồ, biểu tượng cho mùa xuân đồ rất là nhiều luôn nha mấy bạn. Bạn nào mà thích chụp ảnh đồ này nọ thì đây đúng là một thiên đường nha. Mình kết hợp là mình đi du lịch Vũng Tàu nè, tắm biển nè, rồi leo núi, ăn hải sản, rồi thêm cái tiểu cảnh để mình chụp ảnh Tết nha mấy bạn. Ngay cái thời điểm mà mình làm video này nè, thì thật sự là mấy cái tỉnh thành ngoài Sa Đéc nha thì vẫn là chưa mở cửa cái hội Hoa Sưng nha mấy bạn. Ở mấy cái công viên á, ví dụ như ở Tao Đàn nè, Tao Đàn thường thường là sẽ mở cửa rất là trễ, tầm khoảng là 25, 26 tháng chạp thì mới bắt đầu là mở cửa nha mấy bạn. Còn ở Vũng Tàu mình thấy là phục vụ rất là sớm cho du khách tham quan. Mấy bạn thấy mấy cái bông hướng dương rất là tươi và đẹp không? Mình đi tầm cái khoảng là 10 giờ nên là cái hướng dương nó vẫn còn nghiêng nghiêng nha. Nếu mà mình đi tầm cái khoảng là 12 giờ trưa luôn là hướng dương nó thẳng lên rất là đẹp luôn nha mấy bạn. Ở đây có phục vụ là đờn ca tài tử nè. Về thời gian mở cửa thì thật sự đây là một cái công viên mở nên là mình không có quy định thời gian đóng mở cửa nha mấy bạn. Tuy nhiên cái giờ hoạt động mà đông đúc và nhộn nhịp nhất á là của mình là từ 8 giờ đến khoảng là tầm 10 giờ nha mấy bạn, và bắt đầu là từ khoảng là 3 giờ rưỡi chiều đến tầm khoảng là 7 8 giờ tối nha. Còn nếu khuya quá hoặc là sáng quá thì thật sự rất ít du khách nha mấy bạn. Nhưng mà khu này thì thật sự lúc nào cũng đông đúc tại vì ngay ở trung tâm bãi trước luôn, và rất là nhiều quán cà phê, quán ăn, nhà hàng đồ dọc theo bờ biển này rất là nhiều luôn nha mấy bạn. Đây là khu vực chính của ngay công viên Hoa Xuân nha mấy bạn. Xuân Quý Mão, mấy bạn thấy trang trí hai con mèo rất là đẹp không? Vũng Tàu 2023 nha mấy bạn. Đây.
sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Là hình con mèo nha các bạn. Con mèo thì trang trí rất là nhiều luôn, ví dụ như con mèo màu hồng nè, con mèo bò sữa nè, rồi cách điệu ra con mèo mập, con mèo ốm gì khu vực này rất là nhiều luôn. Đây là cái làng mà Cù Lần nè các bạn. Đây mấy bạn thấy không, mấy bé rất là thích luôn nha. Thật sự khi mà mình lớn lên á, mình sẽ thấy được là Tết á không có điều quan trọng, không phải là mình được ăn ngon nè, rồi được mặc đẹp nè. Tại vì cái đó là hiện tại là cuộc sống tất cả mọi người dân ở Việt Nam của mình là nó đã cải thiện hơn ngày xưa rất là nhiều rồi. Ví dụ như ngày xưa đi, đợi đến khi Tết mới có một cái áo mới, hoặc là Tết mới được ăn cái bánh chưng nè, bánh tét nè, hoặc là ăn bánh mứt, hoặc là lì xì 1-2 ngàn gì đó rất là quý. Nhưng mà những cái đó là nhu cầu cơ bản hiện tại bây giờ, ngày nào ngày thường cũng đáp ứng được với bạn. Thì Tết thì quan trọng nhất của mình thấy hiện tại bây giờ là gì? Được sum họp gia đình nè, Tết gọi là Tết đoàn viên mấy bạn. Nên là mình thấy là có cơ hội thì gia đình mình đi chơi với nhau nè, có lưu giữ những cái khoảnh khắc là cùng bên nhau đầy đủ người thân, cha mẹ, anh em, bạn bè, thì thật sự rất là, đó là những phút giây mà rất là ý nghĩa nha các bạn. Mình sẽ lâu lâu mình sẽ nhớ lại cái khoảng thời gian đó, mình thấy rất là hạnh phúc luôn nha.
Đây mấy bạn thấy mấy cô này không, phụ 50, 60 gì đấy, nhưng mà có một nhóm chơi thì rất là thân nè, rồi đi chụp ảnh đồ chung thì rất là vui và hạnh phúc. Với bạn về già thì chủ yếu là chỉ cần như vậy là được, rồi có con cháu nè, rồi hòa thuận trên dưới đồ nè, thì đó là một điều hạnh phúc nhất nha, gọi là tuổi già viên mãn nha mấy bạn. Thật sự mình thấy có nhiều người cũng suy nghĩ là ở nhà được rồi, có tiền được rồi, đâu cần đi du lịch, đâu cần phải ra chụp ảnh đâu, làm gì có ai coi. Nhưng mà không phải mấy bạn, mấy bạn thử đi một lần đi, một lần bước chân ra đường hay đi đến những nơi mà đông đúc nhộn nhịp đồ á, mấy bạn tự nhiên thấy là mình yêu đời hơn, mình thấy là có nhiều cái để mình khám phá hơn thay vì là chỉ ở nhà. Thật sự nha, mình ở nhà mình ăn một con gà quay nó khác với mình ra một cái tiệm mình ăn món gà quay đó luôn nha mấy bạn. Không khí nó khác thì có nhiều yếu tố nó tác động á, thì cái suy nghĩ và cái tinh thần của mình nó sẽ khác rất là nhiều luôn nha. Thật sự thì mình quay cái clip này mới đầu mình không có chủ đích mấy bạn, có nghĩa là mình đi là mình đi chơi chung với một nhóm của mình thôi, chứ mình không có nghĩ là mình sẽ quay một cái clip về qua sưng ở ngoài Vũng Tàu đâu. Tuy nhiên là khi mà đến cái khu vực mà đường Ba Cu là con đường mà cà phê rồi sách đồ nhiều á, mình ra mình uống cà phê buổi sáng thì từ mình ngồi gần bên cái công viên này luôn, rồi cuối cùng là mình sẽ đi một vòng mình quay clip cho mấy bạn xem. Thì mấy bạn thấy mà cái clip mà mình hay á thì nhớ là like, comment và chia sẻ kênh của mình nha. Kênh của mình là Cường Kênh Cục Official, để mình có thêm động lực mình làm nhiều video mới nữa nha. Và tại vì ngay công viên này là ngay cái công viên mà bãi trước của thành phố Vũng Tàu luôn, nên là chỉ cần là từ công viên này bước qua bên kia đường Quang Trung là mình sẽ thấy được nguyên cái bãi tắm này, cỏ tàu thuyền nè, rồi bán một số ví dụ như là ăn kem này, ăn giặt rồi mấy bạn, cá viên chiên đâu nghe, rất là vui và rất là tiện lợi cho người dân của mình đi tham quan nha. Mấy bạn thấy cây thông Noel này không, trang trí rất là hay luôn, là hình cái lá cờ Việt Nam và từ nón lá đậm chất của Việt Nam mình luôn nha mấy bạn. Mình sẽ hẹn gặp lại mấy bạn một cái clip đúng nghĩa là đi tour Vũng Tàu nha mấy bạn. Lịch trình đi tour Vũng Tàu, ăn ở đâu, chơi gì, làm những cái món ăn như thế nào là gọi là ngon bổ rẻ nha mấy bạn. Chương trình của mình đi là 2 ngày 1 đêm nha.